Xin chào anh em đã quay trở lại với video của mình. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một video mình vẽ đôi NNS Simple Life Slip On này. Và cái concept mà mình sẽ vẽ đó là quả dứa, như là trong cái video vẽ concept mà mình đã có cái đây vài ngày. Vậy thì không bao nhiêu nữa, vào video nào, let's go. Vậy thì mình đã xong đôi giày custom của mình. Các bạn có thể thấy nếu mà bạn thích video này thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Mình sẽ còn rất nhiều những video vẽ giày tiếp theo để gửi cho các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào những video khác nhé. Bye bye.